nhé. Xin mời. Một người đàn ông nằm úp xuống đất gọi là gì? Đất lành chim đậu. Nằm úp trên tảng đá, lấy trứng chọi đá. Không mặc gì nhảy xuống nước, chim sa cá lặn. Không mặc gì ngồi sau xe đạp, chọc gậy bánh xe. Hai người đàn ông tõm nhau, gậy ông đập lưng ông, gậy chuồng đắp chân bông, chim chích bông.